với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Hương Giang phản pháo vì bị chê diễn dở, dân mạng quật lại hoa hậu quốc tế mà tính cách ao làng. Vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá của hoa hậu Hương Giang nhận nhiều ý kiến phản hồi trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng Hương Giang cố gồng mình để thể hiện sự rắn rỏi của nhân vật lúc chưa chuyển giới, khi biết võ thuật lại còn là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Chưa kể tạo hình của Hương Giang khi còn là đàn ông cũng bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Đối mặt với dư luận, Hương Giang cho biết một bộ phim do hàng trăm con người cùng làm mà lại được gọi là phim Hương Giang, mình không tính trước được điều này sẽ xảy ra. Giang nói ra ở đây không phải khóc lóc hay ăn vạ gì, mà chỉ muốn chia sẻ rằng những áp lực đang tồn tại như thế. Không chỉ thế, Hương Giang còn ám chỉ sẽ có rất nhiều người hả hê khi đứa con tinh thần của cô phải đối mặt với những lời chê. Những lời chia sẻ này của Hương Giang ngay lập tức vấp phải sự phản đối cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng khán giả ra rạp đều có quyền đánh giá toàn bộ bộ phim, chẳng lẽ phim dở lại phải khen là hay, hoa hậu quốc tế mà tính cách ao làng. Phim hơi nhạt, không đến nỗi dở nhưng cũng không hay. Mình làm mình nhận, đừng lo người khác vào, trong khi mình là vai chính, là vai diễn Donnie đóng giày cho bộ phim. Thay vì bức xúc hãy cố gắng rất ủng hộ chị nếu chị suy nghĩ lại. Em xin lỗi chị, em phải nói là quá dở luôn. Chị làm cái này tốt không có nghĩa cái khác nó cũng hoàn hảo, chấp nhận thực tế mà tiến bộ nữa chị. Thật sự là nhạc, giọng hát, diễn xuất của chị không hay, được mọi người nghe nhiều là tại người ta quý chị thôi chị gái à. Phim không hay thì chả nói là không hay, người xem có quyền đánh giá toàn diện bộ phim còn gì nữa. Chẳng lẽ giờ cơm nát là phải khen là cơm tắm à? Phim nhạc nội dung không mới mẻ, diễn viên đẹp nhưng diễn xuất chỉ dừng ở mức xem xong rồi quên. Chưa kể đầy sạn, tình tiết đẩy nhanh phi lý. Nói chung phim này mình đánh giá 4 trên 10 điểm. Khán giả ném đá vì sự đùn đẩy trách nhiệm của Hương Giang. Tuấn Hân tức giận trước tin đồn bị vợ ly hôn vì chồng ăn chơi. Trước những tin đồn bà xã ly hôn vì không chịu đựng nổi tính cách chơi bời của chồng, Tuấn Hân bức xúc lên tiếng đính chính, gia đình vẫn đang rất hạnh phúc. Tuấn Hân được biết đến là nam ca sĩ có tính cách thẳng thắn, luôn sẵn sàng đối diện đáp trả tay đôi với anti-fan. Từ khi kết hôn với Hương Baby, giọng ca tìm lại bầu trời được khen là người chồng, người cha mẫu mực, được nhiều người mến mộ ca ngợi vì sẵn sàng bảo vệ vợ con trước những lời thị phi. Tổ ấm của anh và bà xã Hot Girl hiện tại có ba nhóc tì đáng yêu kháu khỉnh, Hào, Son và Sâm. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Tuấn Hân đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tuấn Hân bức xúc lên tiếng trước tin đồn ly hôn với vợ. Vừa qua, nam ca sĩ vướng tin đồn khi có những thông tin bị vợ đòi ly hôn do không chịu nổi tính ăn chơi của chồng. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Tuấn Hân bày tỏ sự bức xúc, lên tiếng khẳng định gia đình vẫn rất êm ấm, hạnh phúc. Anh giải bày, không lên tiếng thì mọi thứ càng đi xa. Không để như lời đồn thì phải báo tình trạng hôn nhân nhà em rất hạnh phúc, êm từ trong và ấm từ chân. Ai cứ nghĩ ra những thứ tào lao câu view hay vì mình bị ghét. Ít khi mình phản kháng mấy chuyện này vì sống có người yêu người ghét. Nhưng cái thứ yêu tinh ma quỷ và chỉ là yêu ma quỷ quái mới không cần biết đúng sai, vẫn làm theo suy nghĩ bẩn thỉu của nó. Ông trời có mắt vào luật nhân quả của nhãn tiền để xem đôi tay bẩn thỉu và cái đầu chứa toàn chất bẩn của mày có cầm được bát cơm cho vào mồm không. Có cho cơm thì tay cũng toàn mùi thì có ăn được không? Mà nếu não tự nhận thức là mùi quen thuộc và có thể ăn được thì chắc chắn đến lúc mày phải về với thế giới thật của mình rồi đấy. Giọng ca tìm lại bầu trời lên tiếng mắng người bị đặt câu chuyện không đúng sự thật. Anh và bà xã bất ngờ trước câu chuyện bị câu view. Tuấn Hân từng bật khóc khi vợ nói chia tay vì không chịu đựng nổi cách sống chơi bời của chồng. Nam ca sĩ khẳng định vừa tặng hoa cho vợ ngày 14 tháng 2 đây. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Tuấn Hân nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bức xúc và khuyên vợ chồng anh không nên quan tâm đến những thị phi như vậy. Hương Baby, bà xã Tuấn Hân ngay lập tức cũng bình luận an ủi đến chồng. Người ta đang bị yêu nhau quá, còn chả hết bọn điên này. Cuộc hôn nhân viên mãn của Tuấn Hân, Hương Baby, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hân có ba nhóc tì đủ nếp đủ tẻ, đặc biệt là kinh tế luôn vững chắc. Cả hai cũng thường xuyên dành cho đối phương những khoảnh khắc riêng tư ngọt ngào trên trang cá nhân. Không chỉ thế, anh cũng là người chịu chi những khoản tiền lớn để mua quà khủng tặng vợ vào dịp như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hay ngày lễ.
Điều này cũng khiến không ít người hâm mộ khá ghen tị với bà xã của anh. Từ khi trở thành bố, Tuấn Hân dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khoảnh khắc đáng yêu của ông bố ngồi thắt tóc cho cô con gái, hạnh phúc hơn khi anh và vợ chào đón cậu con trai út. Tuấn Hân Hương Baby chính thức kết hôn vào tháng 4, 2014. Theo đuổi con đường nghệ thuật, nam ca sĩ từng tâm sự anh rất may mắn được vợ là hậu phương vững chắc bên cạnh. Ngoài thời gian bên các con, vợ chồng Tuấn Hân vẫn sắp xếp có những khoảnh khắc riêng tư dành cho nhau, đi du lịch kết hợp chạy show nước ngoài. Đại diện Lan Ngọc lên tiếng về tin đồn bí mật đính hôn với Chi Dân. Trước thông tin cặp Chi Dân Ninh Dương Lan Ngọc bí mật tổ chức lễ đính hôn ở quê nhà, đại diện của cả hai lên tiếng phủ nhận. Vừa qua, thông tin Chi Dân Ninh Dương Lan Ngọc bí mật tổ chức lễ đính hôn vào ngày 16 tháng 1 đã trở thành đề tài hot khắp các mặt báo, khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. Đứng trước tin đồn này, giọng ca gốc Kiên Giang và nữ diễn viên gái già lắm chiêu tiếp tục chọn cách im lặng, mặc dư luận mong muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, còn quê của anh ở Kiên Lương, Kiên Giang trùng khớp với thông tin bị rò rỉ. Đại diện Lan Ngọc, Chi Dân phủ nhận cả hai bí mật đính hôn. Nếu trang cá nhân của cả hai không có một động thái nào, thì đại diện của Lan Ngọc cho biết, sáng giờ 7-8 cuộc điện thoại rồi, ghét thông báo trên này một lần cho tiện. Không có đám hỏi gì hết mọi người ơi, em còn không biết tin tức đâu ra nữa. Một điểm đáng chú ý nữa là năm 2020, người làm truyền thông cho Chi Dân cũng là người đang làm cho Ninh Dương Lan Ngọc bao lâu nay. Thế nên chỉ cần một phía lên tiếng là đủ. Chi Dân Lan Ngọc phướng nghi án tình cảm nhiều năm nay. Vào tháng 4, 2018, anh ra ca khúc Lỡ Như Anh Yêu Em và cho biết sáng tác dành tặng cho bạn gái trong showbiz. Trong ngày Valentine vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc và giọng ca Em Muốn Anh Sống Sao đón ngày tình nhân cùng nhau, trên trang cá nhân cô khoe bó hoa hồng đỏ được người yêu tặng và bị cư dân mạng phát hiện đứng cửa nhà người yêu để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Chưa kể một bức ảnh có khung ảnh giường ngủ được trang trí với những cánh hoa hồng xếp hình trái tim và hai chiếc gói có khắc tên Hiếu Ngọc, làm công chúng thêm có cơ sở tin họ đích thị là của nhau. Ninh Dương Lan Ngọc khi nào cưới sẽ thông báo. Sau khi dự đám cưới thế kỷ của Đông Nhi ông Cao Thắng ngày 9 tháng 11, 2019 trở về, Ninh Dương Lan Ngọc cũng úp mở việc mình mong chờ đến đám cưới. Dự đám cưới thế kỷ, em cũng muốn lấy chồng, đã mặc sẵn váy cưới, ai hốt em dọn đồ theo liền. Dường như việc lên xe hoa đã nằm trong sự tính toán của Lan Ngọc trong năm nay, từ việc cô thả thính đến chụp ảnh cưới hay phát ngôn về gia đình. Vài ngày sau đó, cô tung ra bộ ảnh diện váy cưới trong bồn tắm kèm lời tuyên bố, khi nào cưới tôi sẽ thông báo. Ninh Dương Lan Ngọc còn cho biết thêm, sau khi lấy chồng thì cân bằng giữa công việc và gia đình, vì rất yêu trẻ con nên cô muốn sinh 4-5 đứa con để gia đình đông đúc. Biết đâu bất ngờ đây là ảnh cưới thật mà nữ diễn viên âm thầm thực hiện, nhưng cố tình đánh lạc hướng bằng việc tung lên trang cá nhân để mọi người xem chơi. Thiết nghĩ nếu Chi Dân Lan Ngọc có quan hệ yêu đương, họ cứ việc công khai cho nhẹ đầu, hà cớ gì giấu kín, bởi khán giả chắc chắn sẽ ủng hộ chứ lấy quyền gì cấm cản cặp đôi. Người ta thường nói 99% tin đồn showbiz đều là sự thật, chưa có tin nào trật cả. Từ cả vì tóc tiên lên xe hoa với Hoàng Tulliver ngày 20 tháng 2 mà tối đó một ngày bố cô vẫn kiên quyết phủ nhận đấy thôi. Vừa chăm em, con trai Lê Phương còn mong muốn mẹ sinh thêm em bé. Nữ diễn viên rất hài lòng khi thấy cậu con trai 8 tuổi này rất hiểu chuyện và có thể phụ giúp em trông nom em gái nhỏ. Lê Phương là một trong những diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Khoảng một năm trở lại đây, cô tạm gác công việc để dành thời gian mang thai sinh con gái thứ hai. Hiện tại người đẹp vẫn chưa quay lại với công việc. Vợ chồng cô vẫn di chuyển giữa hai nơi Trà Vinh, Sài Gòn để gần gũi các con. Khung ảnh 4 thành viên mà cô khoe trong dịp Tết 2020. Con trai Lê Phương giúp mẹ trông em gái. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên hạnh phúc khoe khung ảnh hai nhóc tì đáng yêu. Nhiều người bất ngờ khi thấy cà pháo có thể bế em bông khá khéo léo, lại còn cho uống sữa. Lê Phương tâm sự, hồi đó mẹ nói mẹ xin em, con thích không? Anh hai lắc đầu quầy quậy, miệng liên tục bảo con không chịu, không chịu. Giờ thì lại thủ thỉ, mẹ ơi mẹ xin thêm em nữa đi mẹ, em dễ thương quá à, con cho mẹ xin em là đúng luôn. Nhìn tấm hình là biết anh hai thương em bông thế nào rồi, em đang khóc mà giữ em ngọt sớt, chọc cười ngon ơ, cứ chạy theo nghẹ, xin được ẵm em. Mẹ đã thương lại càng thương anh hai, còn em bông chỉ thu anh hai là nước mắt của mẹ.
Chiếc áo viền sọc bé bông đang diện chính là trang phục khi còn nhỏ của cà pháo, rồi cũng có một ngày cậu bé trông ảnh lớn lên và tay còn ôm một thành viên nhí khác. Chính nữ diễn viên cũng ngỡ ngàng khi thấy con trai có thể chơi đùa chăm em rất khéo léo. Đây là điều không phải đứa trẻ vài tuổi nào cũng có thể kiên nhẫn làm được. Anh hai rất thích vui đùa và trêu em gái cưng. Lê Phương khoe căn chung cư cao cấp thứ hai. Cách đây không lâu, nữ diễn viên khoe với mọi người về việc mình vừa tậu thêm một không gian sống cao cấp mới. Đây là căn hộ thứ hai mà vợ chồng cô sở hữu. Lê Phương cực hạnh phúc khi trong một năm 2019, cô vừa đón con gái chào đời lại sở hữu thêm tài sản giá trị. Hai vợ chồng tự tay đi chọn dụng cụ để làm nên những chi tiết đẹp cho nơi ở. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ lần một, Lê Phương giờ đây được bù đắp bằng một tấm chồng yêu thương và nâng niu nữ diễn viên. Trung Kiên vừa kinh doanh hải sản để có thêm kinh tế, vừa phụ vợ chăm sóc các con. Mỗi khi thấy chồng khéo léo lo lắng cho hai bé thì cô lại cảm thấy mình may mắn hơn.